Rồi, chào anh em đã quay lại kênh Duy Khánh ha. Này nguyên một ngày anh em ơi, nguyên một ngày dọn được có một con máy một nên lên một con máy thôi nha. À, chơi với máy trong còn nhiều lắm nhưng mà có con này cũng được thôi, quay chia sẻ anh em con này ha. Còn mấy con trong thì chưa rửa, có mấy con này ở trong mà chưa nha. Con này thì con Kubota TR6 anh em ơi, con này số má quá trời luôn nè. Đó, anh em thấy nè. Nha, tới lui, này số lui nè. Này xới ngược xuôi gì nè. Đó, này xới nữa nè. Này là số chạy nhanh chậm. Đó. Nha. Máy móc con này đẹp. Nha, này chạy động cơ Kubota TR ở GH170 động cơ đời cao ngút ngàn luôn của Kubota nha anh em ơi. 6 ngựa 2 ha, tua 1007 ha. Đây anh em thấy nè, 6 ngựa, 6.2 PS nè, tua 1007 ha. Động cơ này rất là đẹp nha anh em ơi. Động cơ này nhiều anh thích lắm. Động cơ này đời cao mà, hệ mà ha. Trời ơi, để giờ bụi dơ anh em ơi. Đó, để bụi thôi. Chứ mà con này cũng sạch sẽ đẹp đẽ anh em ơi. Ha, bánh cũng ngon nè. Bánh này là chưa mòn giờ gai nè ha. 350-7 ha. Đó, gai còn hiện trên bánh luôn mà con này để ngoài mưa ngoài gió gì nó hơi bị con ốc nó bị rỉ sét anh em. Nha. Chứ còn lại máy móc thân là ok ha. Cái nắp nhựa đây thì nó bể miếng nhưng mà không ảnh hưởng gì anh em ơi. Nha. Đó. À, có con resize lên ga on off này, bóp con này là chạy. Đó, thế thôi, nó có nhiều chức năng đó thôi anh em chứ đâu có làm gì nữa đâu. Đây, bộ xới nó xới cào cào nha anh em. Ủa xới lắm ít ha. Đó, bộ xới thì không có nhớt nhau ok, không có chạy nhớt nha, bộ xới còn rất là dày nha anh em. Rất là dày nhưng mà để lâu ngày nó không chạy nên anh em về chạy cái là bóng rồi ha, đơn giản. Ha. Chạy cái bóng rồi ha. Đó. Rồi ok, test máy. Rồi thế đây. Ha. Động cơ này động cơ đời cao hơn bị đỉnh nha anh em. Rửa gì rửa dơ gì ấy để giật cái chạy à. Hả? Rất là ok luôn á. Dở lên xíu. Đây, đang xới chậm nha anh em. Gạt qua bên kia rồi. Đó, vô xới nè, xới ngược lại nha. Đó, còn anh em muốn xới nhanh này móc lên trên nè, này đi không nè. Yeah, đó, số đó số yeah nha. Có mấy số thôi, gặt tới gặt lui là ấy thôi. Rồi, lên trên luôn là xới nhanh. Đúng rồi. Đó, này xới nhanh nha anh em. Ha, con này thì có xới đảo chiều, xới nhanh đi không và đi chậm. Đầy đủ full chức năng nha anh em. Đó, đang chạy không ha. Yeah. Con này hộp số nhớt nha anh ơi, ốc mát bên đây thì cũng bé màu. Rồi tắt đi. Được rồi, tắt đi. Máy móc thì nhạy lắm ha. Anh em à, ốc mát bảy màu nè ha. Máy cũng khá đẹp nha anh em. À, thấy không? Ốc mát bảy màu nha. Đó. Ok, ngon lành hết. Máy móc ngon lành. Con này giá 7.500.000 chưa vận chuyển nha anh em. Nha. Anh em nào cần alo em ha, giá 7.500.000 vô vận chuyển nha. Con xới thùng phi của Kubota đời cao ngút ngàn nha. Full chức năng 7.500.000. Rồi ok, anh nào cần alo em. Rồi, chào tạm biệt anh em nha.